Hồng trà là loại trà được sử dụng phổ biến nhất trong cửa hàng trà sữa. Hãy chú ý xem tôi ủ hồng trà như thế nào. Tỷ lệ ủ ngon nhất cho hồng trà là với cứ mỗi 10g hồng trà tương đương với 300ml nước sôi. Nhưng hôm nay tôi ủ với định lượng là 40g hồng trà tương đương 1200ml nước sôi. Ủ hồng trà không cần phải đậy nắp, chúng ta sẽ để thế này trong vòng 15 phút. Trong bài học tới, tôi sẽ dạy bạn món hồng trà nguyên vị